Đặng Thị Nguyệt ở số nhà 12 ngõ 53 Cẩm. Tôi có mắc một số bệnh, nặng nhất là bệnh ung thư. Sau đó qua thời gian tôi điều trị bệnh ung thư thì mấy năm thì sau nó lại bị chuyển hóa là bị tiểu đường này, rồi bị bệnh tim, rồi bị áp huyết. Nhưng mà khi có công ty về mở cửa hàng ở đây thì tôi sẽ sang tôi trải nghiệm luôn. Thế sau khi trải nghiệm qua thời gian thì sang đầu tiên thì là Tâm Phúc này đã cho tôi đeo đai một thời gian phải một tháng ấy. Thế xong thì để cho tôi ổn định cái áp huyết. Thế xong là cho tôi nằm thảm. Thế sau đó thì là bệnh của tôi đã đỡ hết cả đau đầu này. Áp huyết thì coi như là không phải uống được, một tháng là tôi không phải uống thuốc. Trước tôi cũng cứ mỗi một ngày là uống một viên vào buổi sáng, mới lại uống thuốc tiểu đường, uống thuốc ung thư. Nhưng mà riêng ung thư thì bây giờ tôi cũng vẫn phải uống, nhưng mà ít hơn. Tức là trước là 7 viên, nhưng bây giờ chỉ 3 viên thôi. Thế còn thì thuốc tiểu đường thì qua thời gian nằm điều trị thảm thì cũng đỡ hẳn đi. Xong rồi cứ hàng tháng thì kiểm tra, tự kiểm tra lấy thì nó giảm. Thế là tôi cũng ngừng, tôi không uống thuốc tiểu đường nữa. Thế từ đấy thì coi như là tôi cũng thấy là trải nghiệm, thấy hàng, mặt hàng rất là tốt. Thì tôi cũng mua đai về để tôi tự đeo ở nhà những lúc mà không sang được bên này. Thứ hai nữa là thấy thảm nằm với tôi về cái bệnh ung thư thì rất là tốt, vì là từ 37 độ đến 43 độ sẽ tiêu diệt cái vi trùng ung thư. Nên là tôi xin mua luôn một cái đấy về tôi nằm. Mà trong thời gian hồi trước là tôi bị ung thư ấy, là coi như là cứ chợt rời là các cái vết mổ của tôi đau lắm, tôi cứ phải nâng lên này này, thế thì nó mới đỡ. Nhưng mà từ khi mà tôi thảm điều trị đến bây giờ thì hầu như là may ra chỉ có mỗi lần thôi. Bữa ấy tôi nói với Tâm Phúc là sao lần này tự nhiên thì bị thế này, nhưng mà chỉ bị một lần ấy thôi. Thế xong đến bây giờ lại tôi không biết gì cả. Thế lần tôi cứ đi đều, ngày nào tôi cũng đi hai lần sáng trải nghiệm, rồi cộng tác thêm là Tâm Phúc này, rồi đồng chí Vinh này, với lại cháu Yến này, hết sức chăm sóc sức khỏe cho bà con ở đây. Thế là tôi thấy người tôi nó thay đổi quá nhiều, sức khỏe rất là tốt. Thế là tôi cảm ơn công ty và cảm ơn Tâm Phúc, Vinh và cháu Yến để cho tôi có một cái sức khỏe. Tôi cũng mong là công ty làm sao mà cứ được ở đây lâu để cho chúng tôi bảo đảm được cái sức khỏe lâu dài. Tôi hết rồi ạ.